Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Lính đánh thuê Trung Quốc được phát hiện chiến đấu cho Nga ở Ukraine. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Chinese mercenaries spot fighting for Russia in Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Lính đánh thuê Trung Quốc đang chiến đấu cho Nga ở Ukraine, theo một đoạn video được một blogger quân sự Nga chia sẻ trên mạng xã hội. Đoạn phim do phóng viên quân sự Nga Pavel Kokoskin chia sẻ trên kênh Telegram của mình cho thấy hai người đàn ông ngồi đối diện nhau tại bàn, giao tiếp bằng tiếng Nga và tiếng Hoa thông qua một phiên dịch điện tử. Không có rào cản ngôn ngữ, một tình nguyện viên từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa liên lạc với chỉ huy lữ đoàn quốc tế Pianaska bằng phiên dịch trực tuyến. Kukushkin viết, Putin được cho là đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc thực hiện một đường lối tích cực hơn trong cuộc chiến đấu chống Ukraine và đưa ra một cuộc huy động toàn diện ở nước này để tăng cường nhân lực, và trong nhiều tháng đã tấn công vào các công dân Cuba, Armenia và Kazakhstan, một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ giáp với Nga, thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine gọi tắt là GUR tuyên bố rằng Nga đã tuyển mộ lính đánh thuê từ Syria để chiến đấu ở Ukraine. Trong khi Trung tâm Kháng chiến quốc gia Ukraine do lực lượng tác chiến đặc biệt của chính phủ Ukraine điều hành, cho biết người Mã Lai Á cũng được phát hiện đang chiến đấu cho Nga ở vùng Donetsk của Ukraine bị tạm chiếm. Đơn vị Trung Quốc trong lữ đoàn Pianaska đang ngày càng lớn mạnh. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc liên tục đến. Những người anh em Trung Quốc của chúng ta cũng đã đến với chúng tôi, một quân nhân Nga nói trong video do Kukushkin công bố. Đoạn video xuất hiện ngay sau khi Ấn Độ cho biết họ đang nỗ lực để đưa khoảng 20 công dân của mình về nước. Những người nói rằng họ đã bị lừa để chiến đấu cho Nga trên tiền tuyến ở Ukraine. Một số công dân Ấn Độ được Nga tuyển dụng nói với AFP rằng họ được hứa đảm nhận những vai trò không liên quan đến chiến đấu ở tiền tuyến. Nhưng khi đến Nga, họ đã được huấn luyện cách sử dụng các loại vũ khí bao gồm súng trường tấn công Kalashnikov và được triển khai tới Ukraine. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói với Financial Times hôm thứ Ba, chúng tôi đã hồi hương một số người và đang nỗ lực đưa về nước phần còn lại ngay bây giờ. Mùa thu năm ngoái, tình báo Anh đánh giá rằng Nga đang tuyển mộ binh lính ở các nước láng giềng, trong khi có thông tin cho rằng những người lao động nhập cư có quốc tịch Nga đang bị bắt để chiến đấu ở Ukraine. Tình báo Anh vào thời điểm đó đánh giá rằng Nga có thể muốn tránh các biện pháp huy động trong nước không được lòng dân trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 diễn ra trong tháng này. Konstantin Sonin, một nhà kinh tế chính trị gốc Nga của Đại học Chicago, trước đây đã nói với Newsweek rằng Putin có thể sẽ bị ngăn cản trong việc tuyên bố một cuộc tổng động viên rộng rãi, bởi vì câu chuyện tuyên truyền mà ông và đoàn tùy tùng đang thúc đẩy là Nga không tiến hành chiến tranh mà đang tiến hành một hoạt động quân sự đặc biệt quy mô hạn chế. Đây là những gì ông ta được cung cấp trong các báo cáo của quân đội và cảnh sát, và đây là ngôn ngữ mà ông nói với cấp dưới của mình và công chúng. Sonin nói, việc thông báo tổng động viên một cách công khai sẽ là một sự khởi đầu mạnh mẽ khỏi thế giới quan này, gần giống như vỡ ra từ một bong bóng thông tin. Video cho thấy doanh trại học viện xe tăng bốc cháy ở miền trung nước Nga. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Video shows tank academy barrack on fire in central Russia. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Một tòa nhà của học viện xe tăng Nga bốc cháy hôm thứ Năm trong vụ cháy lớn mới nhất không rõ nguyên nhân tấn công nước này kể từ cuộc xâm lược nước láng giềng Ukraine năm 2022. Bộ Quốc phòng Mạc Tư Khoa đã xác nhận vụ hỏa hoạn trong một tuyên bố khi các video về vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội. Một video được đăng bởi Archa, một hãng tin Telegram có chú thích. Một doanh trại của học viện xe tăng đang bốc cháy ở Kazan. Các khu vực khác của Nga, bao gồm cả Mạc Tư Khoa, đã hứng chịu hàng loạt vụ hỏa hoạn kể từ khi nước này xâm lược toàn diện vào Ukraine chỉ hơn 2 năm trước.
một số các cơ sở công nghiệp và tòa nhà quân sự quan trọng đã bốc cháy, và các quan chức thường đổ lỗi cho các cuộc tấn công và phá hoại bằng máy bay không người lái của Ukraine. Doanh trại của trường chỉ huy xe tăng cao cấp Kazan nằm ở Kazan, miền trung nước Nga, nơi huấn luyện binh sĩ được triển khai cho các đơn vị xe tăng ở Ukraine, được nhìn thấy chìm trong khói khi lửa bùng lên trên hai tầng của nó. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương Tata Inform, ngọn lửa đã lan từ tầng 2 của doanh trại lên mái nhà. Một nguồn tin khác, Shot, cho biết đội cứu hỏa đã khoanh vùng đám cháy trên diện tích 120m2. Lưu ý rằng mọi người đã được di tản khỏi tòa nhà và không có thương vong nào được báo cáo. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng một sự việc đã xảy ra tại Học viện Kazan cho rằng đám cháy bắt nguồn từ một phòng tiện ích. Nó đổ lỗi cho ngọn lửa do hệ thống dây điện bị lỗi. Nga đã phải hứng chịu làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái kể từ khi tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, với một số cuộc tấn công nhằm vào các thành phố lớn, bao gồm Saint Petersburg và Mạc Tư Khoa. Nhiều cuộc tấn công đã nhắm vào các kho đạn dược. Điện Cẩm Linh cáo buộc Kyiv cố gắng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái. Ukraine đã tăng cường tấn công vào các trung tâm dầu mỏ và nhà máy lọc dầu của Nga trong những tuần gần đây, buộc Mạc Tư Khoa phải phê chuẩn lệnh cấm tạm thời xuất khẩu xăng vào tháng trước. Vào tháng Giêng, Newsweek đưa tin, trích dẫn Monfa rằng có 939 vụ cháy ở Nga vào năm 2023 so với 416 vụ vào năm 2022. Có nghĩa là số vụ cháy ở nước này đã tăng 125,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nga triệu tập đại sứ Mỹ tại Mạc Tư Khoa và tuyên bố sẽ trục xuất các nhà ngoại giao can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Năm cho biết, họ đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Mạc Tư Khoa và cảnh báo bà về những nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga, Reuters đưa tin. Trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3, Maria Zakharova cho biết hành vi như vậy sẽ bị trấn áp một cách kiên quyết và thẳng thừng, thậm chí bao gồm cả việc trục xuất các nhân viên đại sứ quán Mỹ có liên quan đến những hành động như vậy. Điện Cẩm Linh hôm thứ Năm cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tăng cường sự can dự của Pháp vào Ukraine sau khi ông từ chối loại trừ khả năng triển khai quân đội ở đó. Trái với nhận định của nhiều người, Tổng thống Macron đang tăng gấp đôi những nhận xét của mình, khiến nhiều người ở Âu Châu choáng váng và thể hiện một sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của Pháp khi Ukraine đang gặp khó khăn trên chiến trường. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết, Macron tin tưởng vào đường lối đánh bại đất nước chúng tôi một cách chiến lược, và ông ấy tiếp tục nâng cao mức độ can dự trực tiếp của Pháp. Theo AFP, Peskov cho biết, Paris đã đưa ra những tuyên bố rất mâu thuẫn về việc liệu nước này có sẵn sàng gửi quân tới Ukraine hay không, và Bộ Ngoại giao nước này kể từ đó đã bác bỏ đề xuất này. Hôm thứ Năm, ông Macron cho biết, ông hoàn toàn ủng hộ những nhận xét gây tranh cãi của mình và kêu gọi các đồng minh của Kyiv đừng trở thành những kẻ hèn nhát trong việc hỗ trợ đất nước chống lại Nga. Putin thề sẽ bảo vệ khu vực Moldova thân Nga, lãnh đạo Gagauzia nói. Tờ Politico có trụ sở ở Washington cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Putin vow to protect pro-Russia Moldovan region, its leader says. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Transnistria không phải là vấn đề duy nhất của Moldova. Putin trong tuần này cho biết ông sẽ ủng hộ khu tự trị Gagauzia của Moldova sau khi gặp nhà lãnh đạo thân Mạc Tư Khoa của lãnh thổ này, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bất ổn ở quốc gia Đông Âu này khi nước này chạy đua gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Evgenia Gutu, người đã ở Nga từ tuần trước, cho biết
Putin hứa sẽ mở rộng hỗ trợ cho Gagauzia và người dân Gagauzia trong việc duy trì các quyền hợp pháp, thẩm quyền và vị thế của chúng tôi trên trường quốc tế. Tôi đã nói với anh ta về những hành động bất hợp pháp của chính quyền Moldova, những người đang trả thù chúng tôi vì các quan điểm công dân của chúng tôi và vì lợi ích quốc gia của chúng tôi, bà nói thêm sau khi gặp nhà lãnh đạo Nga hôm thứ Tư. Gagauzia, một vùng phía nam Moldova với dân số khoảng 150.000 người, chủ yếu là người dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ và được trao quyền tự trị từ Pristina ngay sau khi Liên Xô sụp đổ. Bình luận của Guti được đưa ra sau khi chính quyền ở Transnistria, một lãnh thổ ly khai thân mặc Tư Khoa nổi bật hơn ở phía đông Moldova, nơi tiếp đón quân đội Nga trong 3 thập kỷ, đưa ra lời kêu gọi tương tự tới mặc Tư Khoa vào tháng trước để bảo vệ nước này trước áp lực từ Pristina. Căng thẳng giữa hai khu vực và chính quyền trung ương Moldova đã tăng vọt do sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Maia Sandu đối với Ukraine và những giấc mơ thân liên hiệp Âu Châu. Moldova nằm giữa Romania và Ukraine, chuẩn bị bắt đầu đàm phán để gia nhập khối sau khi Liên hiệp Âu Châu bật đèn xanh cho các cuộc đàm phán vào tháng 12. Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mihai Popsoy bác bỏ tuyên bố Nga có thể điều quân vào nước này, bất chấp cuộc chiến tổng lực của Điện Cẩm Linh với Ukraine đang hoành hành gần biên giới của nước này, nói với Politico trong tuần này, và cho rằng sức mạnh quân sự của Nga đã suy yếu nhờ sự hy sinh của những người Ukraine dũng cảm. Hôm thứ Năm, Tổng công tố Moldova cho biết ông đã khởi động hành động pháp lý chống lại Gutu, người được bầu làm lãnh đạo khu vực vào năm ngoái vì những hành động bất hợp pháp. Đảng lớn nhất của Liên hiệp Âu Châu tán thành nỗ lực của Ursula von der Leyen cho nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là nhà lãnh đạo Ủy ban Âu Châu. Đảng chính trị lớn nhất của Liên hiệp Âu Châu hôm thứ Năm đã tán thành nỗ lực của Ursula von der Leyen cho nhiệm kỳ 5 năm thứ hai dưới sự lãnh đạo của Ủy ban đầy quyền lực của khối, theo báo cáo của AP. Việc đề cử von der Leyen tại cuộc họp mặt của Đảng Nhân dân Âu Châu, gọi tắt là EPP, trung hữu của bà, ở thủ đô Bucharest của Romania, diễn ra trước cuộc bầu cử ngày 6-9 tháng 6 cho Quốc hội Âu Châu, tổ chức được bầu cử dân chủ duy nhất của Liên hiệp Âu Châu. Sự chứng thực này giúp cô chắc chắn trở thành người dẫn đầu cho vị trí hàng đầu trong khối 27 quốc gia. EPP dự kiến sẽ là cơ quan lập pháp lớn nhất trong khối sau cuộc bỏ phiếu vào tháng 6, nhưng vị trí của von der Leyen vẫn cần có sự chấp thuận của lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu. Gần một nửa trong số 27 nhà lãnh đạo quốc gia của Liên hiệp Âu Châu là thành viên của EPP. Khi cuộc họp EPP kéo dài 2 ngày, kết thúc vào thứ Năm, von der Leyen cảnh báo về sự trỗi dậy dự kiến của những người theo chủ nghĩa dân túy trong cuộc bầu cử sắp tới của khối và nỗ lực của Nga quét sạch Ukraine khỏi bề mặt trái đất. Cô nói, Âu Châu hòa bình và thống nhất của chúng ta đang bị thách thức hơn bao giờ hết bởi những người theo chủ nghĩa dân túy, những người theo chủ nghĩa dân tộc, bởi những kẻ mị dân, cho dù đó là phe cực hữu hay cực tả. Tên có thể khác nhau, nhưng mục tiêu thì giống nhau. Họ muốn chà đạp các giá trị của chúng ta và họ muốn phá hủy Âu Châu của chúng ta. EPP sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Theo AP, von der Leyen ghi nhận nỗ lực của Âu Châu nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga sau khi Putin ra lệnh chiến tranh ở Ukraine 2 năm trước. Chúng ta đã chống lại sự tống tiền của Putin bằng than, dầu và khí đốt bẩn. Chúng ta đã thoát khỏi sự phụ thuộc này, cô nói. Chúng ta đang đầu tư ồ ạt vào năng lượng sạch. Lần đầu tiên ở Âu Châu, chúng ta sản xuất được nhiều điện từ gió và mặt trời hơn từ khí đốt. Điều này tạo ra việc làm tốt ở quê nhà, đẩy giá cả xuống và làm sạch môi trường, và nó mang lại cho chúng ta an ninh năng lượng. Theo một đánh giá gần đây của Amber, một tổ chức tư vấn năng lượng, vào năm 2022, gió và mặt trời đã tạo ra mức kỷ lục 22% điện năng của Liên hiệp Âu Châu, lần đầu tiên vượt qua khí hóa thạch ở mức 20% và duy trì trên năng lượng than ở mức 16%.
tướng Nga cảnh báo xung đột Ukraine có thể leo thang thành chiến tranh toàn diện ở Âu Châu. Một tướng Nga đã cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể leo thang thành một chiến tranh toàn diện ở Âu Châu và cho biết khả năng các lực lượng của Mạc Tư Khoa tham gia vào một cuộc xung đột mới đang gia tăng đáng kể. Hãng tin Reuters đưa tin. Thượng tướng Vladimir Zarunitsky, nhà lãnh đạo Học viện Quân sự của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga, đã đưa ra nhận xét này trong một bài báo đăng trên Tư tưởng Quân sự, một ấn phẩm của Bộ Quốc phòng, hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin hôm thứ Năm. Khả năng leo thang xung đột ở Ukraine từ việc mở rộng những người tham gia lực lượng ủy nhiệm được sử dụng để đối đầu quân sự với Nga đến một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở Âu Châu không thể loại trừ, RIA dẫn lời ông nói. Nguồn đe dọa quân sự chính đối với đất nước chúng ta là chính sách chống Nga của Mỹ và các đồng minh. Những người đang tiến hành một loại hình chiến tranh hỗn hợp mới nhằm làm suy yếu Nga bằng mọi cách có thể, hạn chế chủ quyền và phá hủy toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta, ông nói. Khả năng của chúng ta bị lôi kéo có mục đích vào các cuộc xung đột quân sự mới đang gia tăng đáng kể. Bình luận của Zarunitsky được đưa ra vào thời điểm phương Tây đang nỗ lực giúp Ukraine có thêm vũ khí và tài chính sau cuộc phản công thất bại của Kyiv vào mùa hè năm ngoái và sau khi lực lượng Nga giành lại thế chủ động trên chiến trường. RIA cho biết thêm, Zarunitsky ủng hộ một số thay đổi phong cách Nga tổ chức quân sự và an ninh, bao gồm cả việc nhấn mạnh hơn vào việc dựa vào cái mà ông gọi là các nước thân thiện để bảo đảm an ninh của chính Nga và củng cố toàn bộ xã hội Nga chung quanh nhu cầu quốc phòng của nước này. Kissinger nhận định Nga đã tiến đến vòng 500 feet khi NATO phải kích hoạt điều 5. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia came within 500 feet of triggering NATO's Article 5, Kissinger. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Cựu đại sứ Mỹ Adam Kissinger cho biết Mạc Tư Khoa đã gần gây ra phản ứng tập thể từ NATO khi bắn một hỏa tiễn tấn công gần đoàn xe chở Thủ tướng Hy Lạp và Tổng thống Ukraine. Cựu dân biểu Đảng Cộng hòa Illinois phản ứng như trên với các báo cáo về việc Nga tấn công hỏa tiễn gần Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis và Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư khi họ gặp nhau ở thành phố cảng Odessa phía nam Ukraine. Mitsotakis nói với các phóng viên rằng ông và đoàn tùy tùng đã nghe thấy tiếng còi báo động và tiếng nổ xảy ra gần chúng tôi và nói thêm rằng chúng tôi không có đủ thời gian để đến nơi trú ẩn. Zelensky nói rằng Nga không quan tâm đến nơi họ tấn công, trong khi Hải quân Ukraine nói rằng 5 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Truyền thông Hy Lạp cho biết hỏa tiễn phát nổ trong phạm vi 150 mét gần hai nhà lãnh đạo Hy Lạp và Ukraine. Zelensky thường thực hiện các chuyến đi đến tiền tuyến, nhưng cuộc tấn công hôm thứ Tư có thể là một trong những cuộc tấn công gần nhất mà ông phải đối mặt, đặc biệt là do cuộc tấn công ở gần Thủ tướng Mitsotakis, lãnh đạo của một quốc gia NATO. Kissinger đã viết trên X, Nga vừa mới chọc đến điều 5 trong vòng 150 mét, với tin tức về cuộc tấn công ở Odessa gần đánh trúng Thủ tướng Hy Lạp, khi đề cập đến hiến chương NATO, trong đó nêu rõ rằng một cuộc tấn công vào bất kỳ thành phố nào của nước này sẽ bị 31 thành viên coi là một cuộc tấn công vào tất cả và sẽ gây ra phản ứng. Trong khi cuộc tấn công xảy ra ở Ukraine, quốc gia không phải là thành viên NATO, những người đã sử dụng mạng xã hội lưu ý rằng không rõ liệu điều 5 có thể được kích hoạt bởi sự hiện diện của một thành viên NATO trong vùng chiến sự hay không. Bài đăng của cựu dân biểu Đảng Cộng hòa Illinois đã nhận được hơn 750.000 lượt xem vào sáng thứ Năm. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết trong bản cập nhật hôm thứ Tư rằng lực lượng Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng ở Odessa bằng số lượng hỏa tiễn không xác định trong chuyến thăm của các nhà lãnh đạo. Trong khi các blogger quân sự ủng hộ Điện Kremlin gắn cuộc tấn công hỏa tiễn với chuyến thăm thành phố của Zelensky, thì không rõ liệu Tổng thống Ukraine hay Thủ tướng Hy Lạp có phải là mục tiêu hay không. Bộ Quốc phòng Nga cho biết,
lực lượng Mạc Tư Khoa đã tiến hành một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn có độ chính xác cao vào lúc 11 giờ 40 sáng thứ Tư vào một nhà chứa máy bay ở cảng được sử dụng để chuẩn bị cho thuyền không người lái của Hải quân hoạt động. Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được, đối tượng đã bị bắn trúng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố mà không đề cập đến Zelensky hay Mitsotakis. Theo các quan chức Ukraine, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu vực Odessa trong vài ngày qua, với vụ tấn công vào một khu chung cư trong thành phố vào cuối tuần trước, khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em. Điện Cẩm Linh phủ nhận đoàn xe của Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp là mục tiêu. Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, hôm thứ Năm cho biết Nga không nhắm vào phái đoàn của Volodymyr Zelensky trong cuộc tấn công hỏa tiễn hôm thứ Tư. Medvedev cho biết Nga sẽ bắn trúng mục tiêu nếu đó là mục tiêu của họ. Nhiều người cho rằng nếu quả hỏa tiễn của Nga giết chết Thủ tướng Hy Lạp thì điều đó sẽ kích hoạt điều 5 của NATO, chiến tranh lập tức nổ ra. Phát biểu mới nhất này của Medvedev xem ra có vẻ hiền nhất trong suốt 2 năm qua kể từ khi Putin xua quân xâm lược Ukraine. Dmitry Anatolievich Medvedev sinh ngày 14 tháng 9 năm 1965. Ông ta được bầu làm tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2008. Ông phục vụ một nhiệm kỳ duy nhất và được kế nhiệm bởi Putin sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Medvedev sau đó được Putin bổ nhiệm làm thủ tướng. Ông từ chức cùng với phần còn lại của chính phủ vào ngày 15 tháng Giêng năm 2020 để cho phép Putin thực hiện những thay đổi sâu rộng về hiến pháp. Ông được kế nhiệm bởi Mikhail Mishustin vào ngày 16 tháng Giêng năm 2020. Cùng ngày, Putin bổ nhiệm Medvedev vào chức vụ mới là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia. Medvedev thường được đánh giá là một người có chừng mực, cân bằng và tự do hơn so với người tiền nhiệm Vladimir Putin, là người cũng được bổ nhiệm làm thủ tướng trong nhiệm kỳ tổng thống của Medvedev. Chương trình nghị sự hàng đầu của Medvedev trên cương vị tổng thống là một chương trình hiện đại hóa trên diện rộng nhằm hiện đại hóa nền kinh tế và xã hội Nga, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc của nước này vào dầu mỏ và khí đốt. Trong nhiệm kỳ của mình, Medvedev cũng phát động chiến dịch chống tham nhũng, mặc dù sau đó chính ông ta bị buộc tội tham nhũng, hạng gầu. Tuy nhiên, trong cuộc chiến tại Ukraine, người ta càng ngày càng thấy ông ta có những phát biểu điên cuồng, đặc biệt là luận điệu thường xuyên đe dọa thế giới bằng vũ khí hạt nhân. Putin ca ngợi không quân Nga bất chấp đã mất 15 máy bay quân sự trong một tháng. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Putin praises Russian Air Force as 15 military aircraft lost in a month. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Putin ca ngợi lực lượng không quân của ông hôm thứ Năm, vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Kyiv đã bắn rơi 15 máy bay quân sự Nga trong một tháng. Không quân ngày nay thực hiện những nhiệm vụ rất nghiêm chỉnh, rất cần thiết trên chiến trường, tất nhiên xứng đáng được khen ngợi và tôn trọng cao nhất. Tổng thống Nga nói với các sinh viên tốt nghiệp trường phi công hàng không quân sự cao cấp Krasnodar, hãng tin nhà nước Nga RIA Novosti cho biết như trên. Gần đây số lượng máy bay quân sự Nga mà Ukraine tuyên bố đã bắn rơi đã gia tăng. Quân đội Kyiv cho biết trong một bản cập nhật hôm thứ Năm rằng Mạc Tư Khoa cho biết đến nay đã mất 347 máy bay kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Chỉ trong tuần này, chúng tôi đã bắn hạ được 7 máy bay quân sự của Nga. Zelensky nói trong một bài phát biểu qua video vào ngày 3 tháng 3 kể từ đầu tháng 2, Nga đã mất 15 máy bay quân sự. Đây chính là động lực thích hợp cho những tổn thất của họ. Kyiv cho biết họ đã phá hủy máy bay ném bom Su-34, Su-35 và máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không A-50. A-50 là máy bay trinh sát thời Liên Xô được sử dụng để chuẩn bị tấn công và ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương. Đài Svoboda, cơ quan của Radio Free Europe,
Radio Liberty của Nga. Trích dẫn dữ liệu của chính phủ cho biết, mỗi chiếc máy bay có phi hành đoàn gồm 15 người, có giá ước tính khoảng 350 triệu nhị kim. Vào ngày 2 tháng 3, Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết trong phân tích về cuộc xung đột ở Ukraine rằng các lực lượng Nga dường như sẵn sàng mạo hiểm với những tổn thất hàng không liên tục để theo đuổi những lợi ích chiến thuật ở miền đông Ukraine. Tổ chức nghiên cứu đánh giá, những tổn thất máy bay Nga trước đây đã khiến lực lượng Nga tạm thời giảm hoạt động hàng không trên khắp Ukraine, nhưng tỷ lệ tổn thất hàng không Nga ở Ukraine ngày càng gia tăng trong những tuần qua vẫn chưa khiến lực lượng Nga giảm đáng kể hoạt động hàng không chiến thuật. ISW cho biết thêm, các lực lượng Nga có thể đang cố gắng thiết lập lại ưu thế trên không hạn chế và cục bộ này để hỗ trợ các bước tiến chiến thuật của Nga theo hướng Afrika và đã quyết định rằng các hoạt động tấn công tiếp tục với sự hỗ trợ trên không sẽ có tác dụng lớn hơn nguy cơ mất thêm máy bay. Vài ngày trước đó, vào ngày 20 tháng 2, phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine, đại tá Yuri Inat cho biết Nga đã ít triển khai máy bay hơn sau chuỗi tổn thất gần đây. Macron thách thức Putin về ranh giới đỏ Ukraine. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Macron challenges Putin over Ukraine red lines. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết không có giới hạn đối với sự hỗ trợ của Paris dành cho Kiev, theo một báo cáo về bình luận của ông hôm thứ Năm. Theo Le Monde, nguyên thủ quốc gia Pháp đã tổ chức cuộc gặp với các lãnh đạo đảng khác của Pháp tại Điện Élysée để thảo luận về tình hình ở Ukraine. Tuần này, Macron đã rút lại những bình luận trước đó được đưa ra sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo Liên minh Âu Châu ở Paris, khi ông nói rằng không nên loại trừ bất cứ điều gì khi ủng hộ Ukraine chống lại Vladimir Putin. Bình luận của Macron tuần trước được hiểu là gợi ý sự can thiệp của Pháp vào cuộc chiến, mặc dù ông nói rằng không có sự đồng thuận ở giai đoạn này về việc đưa quân phương Tây vào cuộc. Sau cuộc họp hôm thứ Năm, Fabien Roussel, bí thư quốc gia của Đảng Cộng sản Pháp, cho biết Macron đã bày tỏ quan điểm của Pháp đã thay đổi về cuộc chiến và rằng không còn ranh giới đỏ, không còn giới hạn nữa. Le Monde đưa tin rằng Macron đã nói với các nhà lãnh đạo đảng của Pháp rằng ông đã phác thảo kịch bản về một cuộc tiến quân của Nga tới Odessa hoặc Kyiv và điều đó có thể dẫn đến một sự can thiệp bởi vì ông nói chúng ta không nên để Mạc Tư Khoa làm điều đó bằng mọi cách. Theo Le Monde, những bình luận được báo cáo của Tổng thống Pháp đã làm dấy lên mối lo ngại giữa các nhà lãnh đạo chính trị khác về khả năng leo thang chiến tranh. Nhà lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia RN cực hữu Jordan Bardella nói, tôi rất lo lắng về quan điểm của Emmanuel Macron. Bardella nói, vai trò của Pháp và đặt ra các ranh giới đỏ. Khi chúng ta xem xét giả thuyết gửi lính Pháp tới một cường quốc hạt nhân như Nga, thì đó là sự vô trách nhiệm và cực kỳ nguy hiểm cho hòa bình thế giới. Nhà lãnh đạo Les Republicans Eric Ciotti cũng chỉ trích quan điểm của Macron là không phù hợp và thậm chí vô trách nhiệm. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho rằng bình luận của ông Macron cho thấy ông đang gia tăng mức độ can dự trực tiếp của Pháp vào cuộc chiến này. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, ông Peskov nói, theo quan điểm của chúng tôi, điều này không thể phù hợp với lợi ích của người Pháp. AFP đưa tin, Quốc hội Pháp sẽ có cơ hội bỏ phiếu vào tuần tới về chiến lược Ukraine của nước này, bao gồm cả Hiệp ước An ninh song phương được ký với Kyiv vào tháng trước. Cũng trong ngày thứ Năm, Macron đã gặp Tổng thống Moldova Maia Sandu, cam kết sự hỗ trợ của Pháp đối với đất nước thuộc Liên Xô cũ khi căng thẳng gia tăng giữa Chișinău và khu vực ly khai thân Nga Transnistria. Xuất hiện đoạn phim mới về thuyền không người lái của Ukraine đánh chìm tàu chiến Nga. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề New footage of Ukraine drone sinking Russia warship surface. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Đoạn phim mới xuất hiện cho thấy hai cuộc tấn công của Ukraine vào các tàu Nga ở Hắc Hải,
một phần trong chuỗi hoạt động hàng hải thành công của Kyiv xung quanh bán đảo Crimea bị sáp nhập. Một đoạn clip được kênh Telegram có ảnh hưởng của Nga đăng tải dường như cho thấy quân Nga trên tàu Cesar Kunilo, một tàu đổ bộ của Nga bị Ukraine tấn công vào giữa tháng 2. Những người lính có thể được nhìn thấy đang bắn về phía vùng nước xung quanh con tàu trước khi có một vụ nổ rực rỡ. Kyiv hôm 14 tháng 2 cho biết các máy bay không người lái hải quân Magura V-5 do Ukraine thiết kế đã tấn công tàu Cesar Kunilo gần thành phố Alupka, phía nam Crimea, phía đông nam căn cứ hải quân Nga tại Sevastopol. Vào thời điểm đó, cơ quan tình báo quân sự Ukraine GU cho biết các thuyền không người lái đã đâm vào mạn trái của tàu, đồng thời công bố đoạn phim cho thấy các thuyền không người lái đang tiếp cận tàu đổ bộ của Nga. Một đoạn clip khác được chia sẻ rộng rãi trên mạng có nội dung cho thấy cuộc tấn công gần đây nhất của Ukraine nhằm vào hạm đội hắc hải của Nga, một phần dựa trên bán đảo Crimea bị sáp nhập. Đầu ngày thứ ba, GU đã công bố một đoạn video cho thấy máy bay không người lái Magura V-5 lao vào tàu Sergei Kotov, một trong bốn tàu tuần tra dự án 22160 của Nga. Kyiv cho biết con tàu đang ở gần eo biển Kerch và bị hư hại ở đuôi tàu bên phải và bên trái. Nền tảng gây quỹ được chính phủ Ukraine hậu thuẫn, United 24 cũng chia sẻ đoạn phim mà họ cho biết cho thấy cuộc tấn công tuần này nhằm vào tàu Sergei Kotov. Kyiv cho biết trong một bản cập nhật hôm thứ Tư rằng 7 thủy thủ Nga đã thiệt mạng và 27 thành viên thủy thủ đoàn bị thương. Đoạn phim lan truyền trên mạng dường như cho thấy một thuyền không người lái của hải quân đang truy đuổi tàu Sergei Kotov. Ukraine có lực lượng hải quân nhỏ nhưng đã sử dụng thuyền không người lái và hỏa tiễn tấn công tầm xa để chống lại hạm đội hắc hải của Nga trong hơn 2 năm chiến tranh toàn diện. Chỉ trong vòng vài tuần, Ukraine đã đánh chìm 3 tàu Nga ở hắc hải, một thành tích khác biệt rõ rệt với những khó khăn mà Kyiv đang gặp phải trong việc ngăn cản những bước tiến trên bộ của Nga. Thuyền không người lái của hải quân Ukraine đã phá hủy tàu hộ tống trang bị hỏa tiễn Ivanovets của Nga vào tháng 2. Hắc hải không an toàn cho hải quân của Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps hôm thứ Ba cho biết, đề cập đến nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Cho đến gần đây, điều đó vẫn là điều không thể tưởng tượng được. Shapps cho biết vào cuối tháng 12 rằng Nga đã mất 20% hạm đội hắc hải trong 4 tháng trước đó. Điện Cẩm Linh đã di rời một số tài khoản ở hắc hải từ Crimea đến căn cứ Novorossiysk ở vùng Krasnodar của Nga, cách xa bờ biển Ukraine hơn. Nga cũng được cho là đang thiết lập một căn cứ khác ở hắc hải ở Abkhazia, một khu vực ly khai được quốc tế công nhận là một phần của Georgia. Điều này sẽ đẩy các nguồn tài nguyên của Nga ở hắc hải ra xa tầm với của Ukraine hơn nữa. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hành tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.